Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nhóm thuyền viên trong vụ chìm tàu. Ngày 20 tháng 12, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã gặp gỡ và trao hộ chiếu cho 17 thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu ngoài khơi đảo Ulleung của Hàn Quốc hôm 1 tháng 12 vừa qua. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Hàn Quốc, tại cuộc gặp ở khách sạn gần sân bay Incheon nơi các thuyền viên đang lưu trú và hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị về nước, bà Tạ Thị Thanh Thúy, Trưởng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã động viên, tặng quà cho 17 thuyền viên. Do tàu chìm nên các thuyền viên bị mất toàn bộ giấy tờ tùy thân. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã hỗ trợ cấp lại hộ chiếu và giúp đỡ các thủ tục để nhóm thuyền viên có thể sớm về nước. Dự kiến, các thuyền viên sẽ về nước trên chuyến bay ngày 25 tháng 12. Anh Đặng Văn Duy, sinh năm 1982, thuyền trưởng thay mặt cho anh em thuyền viên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đại sứ quán Việt Nam, Ban Quản lý Lao động cùng các tổ chức cá nhân trong sự cố lần này. Theo lời anh Duy, đoàn thủy thủ đều là những người có kinh nghiệm đi biển, người lâu năm nhất là khoảng 25 năm. Hôm xảy ra sự cố, thời tiết tại khu vực tàu đi qua ở vùng biển ngoài khơi phía đông Hàn Quốc có gió mạnh, sóng lớn đánh nhiều hướng khiến nước tạt lên tàu. Do tàu có trọng tải không lớn, không có mui kính nên nước tràn vào tàu, gây ra mất thăng bằng. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã nỗ lực cứu tàu trong hơn 5 giờ trước khi quyết định rời tàu lên xuồng cứu hộ để thoát hiểm. Ở thời điểm đó, sóng rất lớn và thời tiết đang ở nhiệt độ âm, toàn bộ thủy thủ đoàn đều ướt, đuối sức và tình trạng rất nguy hiểm. May mắn, họ được một tàu Nga phát hiện, lai dắt và phát tín hiệu định vị để các tàu cứu hộ cảnh sát biển Hàn Quốc tiếp cận kịp thời và giải cứu thành công. Sau sự cố chìm tàu, công ty Inol ACHP, đơn vị cung cấp và quản lý 18 thuyền viên cho tàu Hui Cristo của Panama đã và đang phối hợp tích cực với chủ tàu để giải quyết các quyền lợi cho thuyền viên Việt Nam. Tàu Hui Cristo, đăng ký Panama, trọng tải 5.765 tấn chở 18 thuyền viên Việt Nam đã bị chìm ở vùng biển giáp ranh giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản. Các thuyền viên được tìm thấy sau khi trôi dạt vào vùng biển của Hàn Quốc và được lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc giải cứu đưa về cảng Đông Ê thuộc tỉnh Gangwon hôm mùng 2 tháng 12. Thuyền trưởng Đặng Văn Duy cùng các thuyền viên đều bày tỏ nỗi buồn khi thuyền viên duy nhất còn mất tích và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ với gia đình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!